Hello là các bạn đã trở lại với channel của mình. Vâng, mình lên đây. Thì sợ khổ là vậy, mình chơi game giang hồ gia tộc huyền thoại này thì mình có một số nhận xét về những anh em nào mới chơi à. Thì mới vô các bạn sẽ bị kẹt ở lại một cái, kẹt lại một cái như thế này. Khi mà các bạn mở luôn cái này nè, thì khi mới vô thì be cái này nè, nó sẽ không có hiện ra cho các bạn nhìn thấy cái cộng. Các bạn sẽ kẹt ở lại cái level 6, level 7, 8, 9, 10 gì đó. Nó sẽ có một cái gọi là cộng điểm kỹ năng. Mà khi mà các bạn cộng điểm kỹ năng á, nó sẽ không có hiện lên mấy cái cộng này đâu. Nó không có cái chỗ gán hay là cộng gì đâu. Nó sẽ như thế này nha, nó sẽ như thế này. Cái điều mà các bạn cần làm á, cái điều mà các bạn cần làm á, là các bạn sẽ vô trong hành trang. Nó sẽ có một cuốn sách trả công. Đó, sách trả công là sách trả công của cái gì? Là cái này nè. Đó, cái màu xanh này nè, nó là sách trả công của cái này. Hoặc là cái này, nó sẽ hiện ra một trong hai cái. Sau đó các bạn bấm xài, sử dụng. Học, là bạn học được cái chiêu đó. Hồi nãy là học được các bạn chiêu thôi đúng không? Bây giờ là chiêu thứ tư nè. Đó. Cấp hiện tại là cấp 1. Giờ mình sẽ gán nó vô đây. Rồi. Bây giờ mình đã có thêm một chiêu mới, các bạn thấy không? Tổng cộng mình sẽ có 3 chiêu. Cái này là quấn thường nè. Này là hai cái bi tiêu. Còn cái này là cái gì mình không biết. Cái đó là cái gì vậy? Cái đó không quan trọng. Bây giờ tiếp tục mình sẽ đi hướng dẫn cho bạn cách cộng đồ nè. Thì cái phần cộng đồ này á, thì mình theo mình đã để ý rồi, thì những cái món đồ áo, tay, quần, giày, nó sẽ được bán ở trong cửa hàng với cách mua là bạn dùng yên để mua. Còn những cái món đồ này, cái này có mua bằng yên luôn nha. Còn cái bốn cái này nè là mua bằng không phải mua bằng yên, nó mua bằng cái gì ạ? Bằng cái bạc hay sao á, vũ khí cũng như vậy. Vì vũ khí thì các bạn đi làm, nãy mình làm sao nhiệm vụ 250 cái con bò cạp xanh với cái con gì à, thì nó tặng cho mình một cái phi tiêu này, đọt tam tiêu. Thì cái này là phi tiêu 20, thì nó chỉ thu cái phi tiêu trong cái cửa hàng một xíu chỉ số thôi. Đó, các bạn nào mà cày chay à, các bạn cày chay nhớ coi video này à, thì các bạn chỉ cần đi làm nhiệm vụ thôi. Thì các bạn sẽ gọi là các bạn chỉ cần đi làm nhiệm vụ thôi, thì các bạn chỉ có những cái món đồ này rất là dễ, và cái chạy số nó không có thua kém gì số tiền mua hết đó. Còn các bạn có thể nạp 50.000 mà ATM vô để mà lấy 50 cái lượng, sau đó các bạn đổi lượng thành bạc cũng được, quan trọng sao cũng được. Họ nên là muốn cày chay hay chơi trải nghiệm thì các bạn cứ làm nhiệm vụ là được. Thì cái con game này, thì cái con game này nó cũng ưu ái người không nạp cũng không sao hết. Bởi vì những cái dược liệu như là đá rồi nè, các bạn thấy nó gớt tùm lum không, nó đá cổ rồi nè, là không có đâu, vẫn gớt bình thường. Mày nói cái việc nạp nó không nạp cho gì, nạp cho thì nó xíu mạnh rồi. Còn mình không nạp thì cũng chả làm gì bạn hết. Mình không nạp rồi mình chơi kiểu không nạp, còn mình nạp thì mình chơi kiểu mình nạp. Tại sao mày nói gì? Người ta nạp vô thì người ta nhấc trắng mà. Cái màu đỏ này là cái gì vậy ta? Màu đỏ này tác dụng nó là cái gì vậy? Ôi, kỹ năng nó tác dụng nó là cái gì? Cái màu đỏ nó kỹ năng nó là cái gì? Lan to chết ra khi không ra không khi nhằm đốt cháy những mục tiêu lần cận.
phát bề quay vào. Con này chết luôn rồi. Nó kêu đốt HP có quá giọt. Mà mình thấy nó có tác dụng gì đâu. Đây. Mình đây mà đang mệt, đang bệnh đó các bạn, nên mình người mình nó đờm, rồi thông cảm. Thì bây giờ mình chỉ đi mua một số cái món đồ. Mình nói thiệt với các bạn luôn là cái đồ mà các bạn lụm ở ngoài đường nó sẽ yếu hơn cái đồ bạn mua về cái đồ bạn làm nhiệm vụ á, cái đồ bạn làm nhiệm vụ á nó sẽ mạnh hơn cái đồ bạn lụm ở ngoài đường, nhưng mà cái đồ làm nhiệm vụ nó sẽ yếu hơn cái đồ trong chợ. Tôi nghĩ là đồ trong chợ là cái đồ mà ok ngon nhất, ngon nhất. Còn cái đồ mà làm nhiệm vụ nó sẽ ngon thứ hai. Về cái đồ nhặt, cái đồ của bắp thì ở đây mấy cái này mua bằng xu mà mình chỉ có yên thôi, không mua được. Đây mấy cái này là bị đánh quái gót cũng được, hoặc là nhiệm vụ nó cũng sẽ có. Là nhiệm vụ thì cái phi tiêu của mình là cái phi tiêu này thì chỉ số nó thua kém nó có bao nhiêu à, bạn thấy không? Nội công 120, nội công 120 này bạn thấy không? Nội công 20%. Còn ở đây nội công 115, nội công 77, nội công 17%. Thì căn bản nó không có thua kém bao nhiêu á. Bây giờ mình chỉ mua cái gì, mình không có mua được mấy cái món đồ, mình không có mua được mấy cái món đồ khác. Thì bây giờ mình sẽ đi mua mấy cái món đồ bé bằng yên. Đây dây leo dài leo 29, mấy nó chết chiều thì chứ. Đây mình mới level 28 mà. Giờ mình mua cái cọng dây đỏ này mình xài không có được. Wow, thiệt sự. Vậy các bạn cần lưu ý nha, các bạn thấy mấy cái cọng dây này không, các bạn chơi hệ hỏ thì các bạn nên mua mấy cái dây hệ hỏ nha, chứ bạn chơi hệ hỏ mua dây hệ thủy gì đây là không được đâu ạ. Đó, các bạn nhìn ở đây là sẽ có những cái hệ nào đó, hệ phong này bạn thấy không? Đó, bạn đừng thấy level đó là một điện thoại vô là không được. Như ở đây, nó có công ty level 29, 10.000 yên. Hệ hỏ, đó, hệ hỏ bạn thấy không ạ? Thuộc tính hỏ. Đó. Hoặc ở đây nó cũng có kháng gì nữa nè, kháng hỏ. Đó. Mấy này là kháng băng rồi nè. Hoặc cái mua, hoặc bạn mua để bạn kháng cũng được. Mấy cái này đơn giản, nó không có cộng vô cái hệ hỏ của mình, nó chỉ cộng kháng thôi. Bạn cộng kháng thằng nào bạn mua cái đó. Nhưng vũ khí hệ hỏ thì bạn nên mua hệ hỏ, đừng có mua hệ khác. Còn đồ đẹp thì nó căn bản mà nói thì nó chỉ kháng, nó kháng mấy cái thuộc tính ấy nè. Đó, các bạn có thể đọc cái nội tại của nó mà bạn mua vậy. Thuộc tính hỏa rồi bạn thấy không? Nè, cấp 27 thuộc tính hỏa kháng phong, phải đồng cận chiến. Đó. Đây, mấy cái này level cao quá. Đây, hệ thủy này bạn thấy không? Đó. Mình hệ hỏa nên mình mua đồ hệ hỏa nha. Mình mua cái áo đi, một cái nè. Cấp 27. Bao tay thì cấp nó á. Bảo tay thì cấp 25. Mua quần 10B, 20B, 3B. Đây, quần 20B, hệ hỏi nha. Đây, 21, 31. Mình còn là 29 rồi, mình mua cái này luôn. Ok, thì cho các bạn mua cái số lượng đồ gì đó xong á. Bây giờ tới phần quan trọng nè các bạn. Vô anh Trang, sếp nó làm một lượt. Sếp làm một lượt. Sau đó các bạn làm gì ạ? Mặc vô
phi tiêu mình cũng mặc vô luôn. Ok, thì một chiếc đồ này nó mình sẽ đem nó đi, mình cuộn hết cái này thì không, cái này mình đợi khi lên level 29 mặc kia vô đi cuộn hóa sau. Và mình chỉ các bạn cách nó đi cuộn hóa nha. Các bạn chạy về cái làng này đi, làng này đi, làng nào gần chạy cũng được. Thì cái ông unicorn này ổng không có dẫn qua làng đâu, cái này là đi, nhưng đây là đi về học viện với nhau thôi nha các bạn. Còn làng á là nó sẽ thông qua làng, làng nó sẽ đưa các bạn đi phân viện cho mấy cái làng, còn học viện thì nó đưa các bạn đi bay học viện thôi. Mấy cái ông đó là mấy ông đưa các bạn đi về mấy cái thôi, chứ mấy ông nó không có đưa bạn đi về làng, làng tao đi bộ à. Còn nếu người có tiền á thì khác đó. Sau khi mình mặc cái bộ đồ mới rồi, hình như mình thấy nó cũng có gì nó hơi lẹ lẹ nha, đẹp trai hơn, đẹp trai hơn đúng không? Chạy hơn chút. Mày đi đâu vậy? Tầm bay, tầm bay. Mình đổi được một cái. Sau khi mình mặc cái xét đồ đó vô thì mình vậy mặc. Mình vô cái đó là chỉ mặc cái áo. Cái áo vô à. Chỉ có cái áo rồi các bạn. Chứ nó đâu có cái áo với lại cái vũ khí à. Cộng dây mình vẫn chưa mặc cái bộ dây hay level 29 mà. Quá mà chửi có bột máu, các bạn thấy không? Đó là sự khác biệt của một cái con người mà pro layer. Thì sau khi mặc vũ khí vô đây thì nó sẽ bị hụt tấn công lại, hụt máu xuống, nhưng mà lát mình đi cường hóa lên này nó khác à. Không sao á. Giờ mình đi đó, bây giờ mình đi về làng rồi nè. Rồi đi lộn đường rồi các bạn ơi. Làng đường này, làng đường này. Bên kia lại đâm thẳng xuống cái học viện ấy rồi. Qua đây. Thì ở đây mình sẽ có chỗ cuộn hóa nha các bạn. Ở đây thì như lần tiên mình đấy nó không có bán đồ. Ở đây bạn sẽ chuyển hóa, hoặc bạn tách, mình tách. Đó, tách ra. Ôi mẹ ơi. Giờ sao ta? Rồi đúng rồi, cuộn hóa trời. Lại sai nữa rồi. Đây. Hành trang không đủ chỗ nó mới nhục chứ các bạn. Game này có một cái điểm cực kỳ rất là ghét. Đó là cái hành trang của nó web. Các bạn nhìn nè, cái gương đồ bảo mấy viên đá cuồng hóa nó cũng hết rồi. Liền đá. Ba viên đá này là được một viên đá ấy hơn nè. Đó. Có ba viên mà đập thôi các bạn ơi. Mình chơi game mình không bao giờ mà làm 4 viên á. Máy nó cũng lên, nó cũng xịt nữa các bạn. Đậu xanh đó. Ok. Mới còn luyện đá, nếu mình luyện mấy viên đá 4 này lên thì nó như thế nào. Ui, 4 viên thì được 100, còn 3 viên 75. 75 là được mà các bạn, xưa giờ mình toàn cho 75 không à, mình không có cho 50 đâu, điên lắm. Giờ mình tắt. Tắt kia hết đi. Về đậu xanh đó mình cũng hơi xa, mình phí với hơn. Tại vì mình đập đá 4 lên, trong khi này nó chỉ còn 2 đá 1. Lên đá. Lên đá ấy được rồi, tự nhiên mình đè mình ghép hết 4 lên. Bây giờ bán mấy cái món đồ kia đi các bạn ơi. Bán đi. Nó không có bị dạng vậy nên mình sợ nó bị. Chờ nó bị dạng người này nó như lại đồ chờ nó bị dính líu với nhau quá, nó bị lộn quá. Bây giờ mình gỡ hết đồ đây, giờ mình gỡ hết đồ ấy. Giờ nó có bị lộn nữa rồi,
lên mình có đây của đầu tiên là tiền đâu các bạn nhớ nha. Cái này là nãy mình quên bán cái kia rồi, từ từ các bạn đợi mình lát, nãy quên bán cái này rồi nên là mình phiền phức quá, mặc kệ nó đi. Rồi cửa hó nè, đầu tiên mình để bên một mình có nhiều quá, họ sẽ xuất thành công gì mình có 11% như bộ. Một cái cộng một nè, cộng một thôi các bạn ơi, ok cộng cho nó có màu được rồi, mình không có quan tâm này nó mới cộng hai cộng ba rồi sau này mình cũng ấy nữa mà. Lên luôn rồi, cộng hai là 100 mình nó lên luôn không nội. Một viên 85 viên này nhiêu, 48 80 là trời, hai viên mình nó cũng thất bại nữa ông nội. Chắc mặt bền nó bạn ơi, nó không có bị tụt liver các bạn, chắc lên liver 5 liver 6 nó mới tụt á, ghê hút máu 500.000 chu. Ở đây nó mua bán bằng chu nha các bạn, ở đây người ta không có xích trả công đồ, tôi mua bán bằng 110 triệu xu nè, xích nhãn thần tư rồi nè. Ok bây giờ mình sẽ mặc đồ cho thế, còn nó cộng được nhiêu nha, nó làm nó tốn hết mớ đá của mình rồi bạn, may với tiền mình nó vẫn cộng ba. Sau này em biết mình, sau này em lấy cho mình, sau này em ném nữa lần mà đập là mình phải gỡ ra, em đập vào từ đầu á, buồn vậy chuyển nè. Chị chuyển hóa ở đâu bán mấy cái bùa chuyển hóa ta, cho ông kia đúng không? Ông này nè, hai bè này, bè này bán máu, ông này bán đồ ăn, phải có một người ở đó bán cái đồ chuyển chứ đúng không các bạn? Cho nên tìm hiểu sâu, cho nên tìm hiểu sâu. Chứ bây giờ mình mỗi lần cộng lên mày nó mình mỗi lần cộng lên mình chuyển hóa, mỗi lần chuyển hóa là mỗi lần khó mày. Đây, ông này chắc có bán đồ chuyển nè. Trở về điểm lưu tọa độ, di chuyển nhanh với các làng, mở đông số ô cho hành trang, chụp một lần tại kỹ năng, mở số ô trong hành trang, một lần tại điểm tiềm năng 30 lượng, trở về địa điểm, phí thông hành. Linh chi xăm 10 lượng cho hai kinh nghiệm dễ yêu 5 giờ yêu cấp cấp đổi về hồi số B chỉ 3 ngày gà nướng mới hốt dùng 1 tháng
cái cuốn sách Võ Công. Không thể cường hóa. Sau khi đọc hai mẫu phẩm này thì phép dụ mô này là khai mở phẩm thế mua lấy cái này là khai khai mở không thể cường hóa cho khi đọc hai mẫu phẩm. Cái này là cái mà này là mấy cái ngoại trang, cái này là mấy cái ngoại trang mình đang muốn mình đang à, anh em nào mà đang coi cái video này, các bạn cho mình hỏi mình đi đâu nếu mình tìm cái ông chuyển đồ lại các bạn. Ví dụ mình hỏi các bạn là bây giờ mình muốn chuyển hóa từ cái này qua một cái phi tiêu 30 thì mình đi tìm cái gì đó mình chuyển hóa. Không thể nào mà mình mỗi lần mà mình cường hóa mình gỡ ra mình cường hóa lại thì cường hóa biết chừng nào các bạn, cường hóa hết mùa dừa luôn á. À, đây nào mà đang coi thì biết thì nói mình tiếng nha, cảm ơn các bạn. Ok, giờ anh mặc cái phi tiêu vô các bạn, nội công nó cao hơn hồi nãy nè. Đồ này hơi bị cao, lên đi 129 mặc cái dây đỏ nó vô sâu. Giờ mình show lại cái đường máu nè, 938 đam lên được một cái bê các bạn. Hồi nãy có một kè đến một kè mốt à, bây giờ lên kè bê đến kè nằm. Giờ lên được mấy trăm đam á, khá là ngon. Còn cái đây là một cái hạt có một người cày chay chứ không có nạp tiền, nên cái chỉ số này đối với mình là gọi là một cái chỉ số gọi là khá là ok rồi. Còn đối với các bạn nó chỉ là một chỉ số cơ bắp, mình biết nhưng mà vẫn tôn trọng nó vì nó là hạt của mình. Ok, tạm biệt các bạn nha, hẹn gặp lại bạn những video sắp tới. Sau này mình nghĩ là mình sẽ làm nhiều video hơn, rồi các bạn nào mà biết được cách để mà chuyển đổi mấy cái vũ khí đồ bạn nói mình biết nha. Mình mới chơi cái này, mình hồi xưa mình có chơi Ninja Kun mà em nói thiệt với các bạn là mình chơi cái đó không có nhiều, mà không có gạch nha lắm nên nếu bạn biết thì bạn hãy giúp mình nha. Chín rồi á, hết tiền luôn rồi. Cái BT slot của bạn nào đó có tan rồi, ở đây chạy xuống đây nè đây. vô ké cái BT nào qua đó rồi đi ngủ rồi ngủ
ơi, cuộc sống mà các bạn. Đó, giờ có mua đồ mới nhìn ngầu không? Nhìn mua đồ mới nhìn ngầu liền. Nhìn thấy ngầu hơn sáng nhiều, sáng mua đồ trắng, giờ nhìn mặc đồ đỏ, ngầu, được. Rồi nó không hiểu cái chiêu đỏ này là cái quần què gì á. Nói thiệt, chiêu này nó chả tác dụng, mình hay là do anh bật cái đồ hộ nó ấy ra. Chắc không phải đâu. Chút chứ cái gì rớt nhiều vậy? Cái bình này. Bình này mà đang cần các bạn, mình lụm hết lên đi. Đó, cái bệnh bách bách lộ quẻ này nè, nó gót tùm lum bên này của người ta. Thôi đi, mau mà tối nó không có tin anh, tối mà xuống nhà tin anh là mệt lắm á. À, mình coi được cái phòng thủ của mình không ta? Trong này nó có phòng thủ à, kháng băng, kháng hỏ, triệt tiêu sát thương. Nó không có để phòng thủ à, nhóm gì đây, nhóm này nhóm gì vậy? Không, nó không có ở đây đâu, mình quay kia à. Kia nó mới đủ tầm của mình rồi. Với cái đẳng cấp của mình là mình phải ở trên cái map mày, nó vượt level của mình phải mấy level vậy mình mới chịu. Nó như phải nó như ở đây nè, nó phải như chỗ này, thậm chí chỗ này cũng chưa đủ để mình đánh nữa, nó phải như chỗ này. Chỗ này level 33 chen ở đây mà đẳng cấp, nó phải đẳng cấp như vậy các bạn, chen này nó phải chen như vậy. Nhiệm vụ là cái gì đối với mình à? Mình trẻ hơn là nhiệm vụ, mình chỉ còn chen cho nó lên level. Mấy ông nội thì em có cho mình vô PTA à? Anh em cho kiếm PTA tiêu này mới đi bài đèn các bạn. Mình đi với anh em. Mấy nó đi ngủ hết rồi sao tôi ơi. Không lẽ là tồn tại một cái PT của riêng mình. Chỉ với các bạn cách luôn nè, một bạn chat lên không mà cho bạn giữ PT thì bạn tự tạo PT ra cho mình nha. Đó, nó sẽ bị lắc đó, bạn kéo nó không đi được nữa thì bạn bấm bên kia, cho bạn bấm gần đây lại, bạn mời hết luôn cho mình, mời sạch spam sạch cho mình. Thằng nào mà nó có đội á, thằng nào mà có đội thôi, thằng nào mà chưa có đội thì vô đội mình. À, sao mà toàn ở trong nhóm khác không vậy? Các bạn cứ spam 2-3 lần vậy đó cho mình. Thằng nào mày đã chat lên nó nói là PT giới thì mình cứ tìm nó mình mời thôi. Lúc mình đi ngủ rồi thì nó chat 1000 lần thì cũng không thấy đâu. Giờ mình cũng tỉnh đó. Giờ này cũng 1 giờ mấy 2 giờ để tao hỏi gì đâu. À, nhóm B thằng gì đây cũng được. Mình nghĩ chắc 200 bệnh máu này chơi tới sáng vừa. Còn 194 à. Có tốn máu quá trời người luôn nè. Đó, mời vô nhóm, mời vô nhóm.
ở đây người ta toàn level ba mấy không à, cứ mình level hai mấy à, chạy hiểu đây làm trò bê sáu nè, bê táo này thấy không, bê lăm bê chín mình nói rồi mình không, giống như người ta mình nhảy map cái là mình nhảy vô tôm mấy cái map ba mươi mấy mình đánh không đánh map 20 đâu, hai mấy đâu, level chậm. Ở đây mày có bình đỉnh hai nó một cái mình cắn đứng được cái ngày luôn cũng được. Nói thiệt ở đây mình đã có mình X2 nữa à, nhóm mình được 4 thằng rồi nè đó. Các bạn cứ lại cho mình thêm gần đây bấm mời vô nhóm, mời vô nhóm, mời vô nhóm, mời Thúy mua đài cho mình. Ai mà tay chơi thì treo máy thì thấy người ta vô đó. Có nhiều nhóm khác rồi nè. Mình tức thêm chút xíu nữa trong rồi mình kiệt sức luôn rồi. Món hình như chỗ đó nó như chỗ đó nó hơi bị chỗ đó nhìn đối với mình hình như là như chỗ đó đối với mình hình như là nó hơi khó khăn các bạn à, hơi khó khăn lắm á, đục nhảy như thế. Tìm chỗ nào đông đông á mình đứng mình chiều mình chỉ các bạn một cách luôn, mà mình chiều sáng các bạn cũng không sao hết đó. Nó là như thế này, để mình chạy qua đó đi rồi mình thấy đốt cái 200 mấy gì đó hả? Phi tiêu con này nhìn không có rõ ràng gì hết các bạn, nhưng khi mình chả hiểu phi tiêu nó tác dụng của chưa đỏ đỏ là cái gì luôn á, chiêu nó không có đẹp đẽ gì hết đó, chiêu của người ta nhìn màu mè ho lá hẹ lắm, chiêu của mình nhìn đúng chán luôn, chán cái gì mình nhìn rõ nét đó nhìn nè, lo được cái chữ kỳ que nó nhìn nó cũng ra gì mà này nọ, nó bút chữ kỳ que lên phát chả biết chữ kỳ que nó tác dụng là cái gì luôn, nói thiệt luôn á mình không biết chữ kỳ que tác dụng là cái gì luôn á. Em bên kia đây. Giờ vô bên đó mình cài cái đứng yên lại các bạn. À, đây nè. Dừng này nè, bạn thấy này không? Nè, cài đặt không tu tự động. Xong rồi đứng yên tại chỗ. Một VT được 6 người nha các bạn. Đây được 6 người. Các bạn chỉ cần mời đúng 6 người là bạn ngủ rồi được. Đi theo tụi nó ta à, rồi để mình cài đi theo tụi nó thử các bạn, đi theo tụi nó cho nên an toàn, mấy đứa yên chỗ đậu xanh nó hiện cái nút cho chết. Mình đã biết tác dụng với cái chiều đỏ đỏ là cái gì luôn á, chịu khó như là vậy, nó là một cái nhiệm vụ mới á. Ok, bye bye các bạn nha. Hẹn là bạn nhớ đi sắp tới. Bây giờ mình đi ngủ được rồi.
nó chạy nháo nhào hết. Kiếm được sao màu xanh.